Kính mời các bạn xem bản tin người thứ 32 với chuyên cơ giá 10 tỷ đưa về Việt Nam. Một ca nhiễm mới gây xôn xao mạng xã hội vì là bạn của bệnh nhân số 17. Vì cũng là nữ trẻ đẹp, con một gia đình giàu có đã được thuê chuyên cơ riêng đưa về Việt Nam và có liên quan tới nhóm người mẫu thời trang rất nổi tiếng, đặc biệt là ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Báo Việt Nam cho biết, bệnh nhân nữ 32, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sống tại London, Anh. Tối ngày 27 tháng 2, bệnh nhân có cuộc gặp mặt cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân số 17 của Việt Nam tại London cùng với một nhóm bạn và có lẽ bệnh dịch cũng bắt đầu từ đây lan ra. Đây là hình ảnh vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn đã thuê chuyên cơ riêng đưa con gái về nước. Báo Việt Nam nhân vụ này đã ca ngợi ở Việt Nam chống dịch cúm Vũ Hán tốt hơn ở Anh Quốc. Nhà báo nổi tiếng Lê Nguyễn Hương Trà có viết bài khá cô đọng về sự việc này với giọng văn của một status trên Facebook cá nhân có hơn nửa triệu người theo dõi như sau. Liên quan tới em Nhung Rikin, ca nhiễm COVID-3 thứ 32 là Tiên Nguyễn, 24 tuổi, con gái của Jonathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Theo đó, tối 27 tháng 2, em Tiên đã đi quẩy cùng Nhung và một nhóm bạn. Ngày 2 tháng 3 thì khởi phát bệnh và các triệu chứng ho khan, không sốt và đi khám bệnh viện ở London. Được cho điều trị ngoại trú ngày 7 tháng 3, khi nghe tin em Nhung bị nhiễm nên em đã đi khám lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc. Bệnh viện ở London yêu cầu cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm. Tiên Nguyễn gây ồn ào cộng đồng mạng hôm qua khi viết trên trang Intram cho biết được ba thu xếp một chuyên cơ riêng đưa từ Anh về Việt Nam. Tiên Nguyễn xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20 giờ 15 phút ngày 9 tháng 3 năm 2020 và ngay sau đó được cách ly đưa đi điều trị tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm tại đây đã khẳng định Tiên Nguyễn dương tính với SARS-CoV-2 trong đêm ngày 9 tháng 3. Bệnh nhân 32 này sốt, ho nhiều, đau tức ngực, chụp X-quang phổi có tổn thương dạng thâm nhiễm. Và ngược lại với nhiều ca nhiễm bệnh khác thì mọi thông tin về cô gái này lập tức được đưa lên báo với những ảnh chụp của một hot girl xinh đẹp tên là Thảo Tiên và em là em chồng của người mẫu Tăng Thanh Hà. Báo chí Việt Nam cũng đã cho biết máy bay đưa bệnh nhân số 32 về Việt Nam có giá thuê khoảng 360.000 đô la trên một chuyến đi. Đây là hình ảnh chiếc máy bay đưa bệnh nhân thứ 32 từ Anh về Việt Nam. Chuyến bay từ Anh về Đông Nam Á bằng chiếc Falcon 8X có giá thuê khoảng 360.000 đô la trên một chuyến. Gia đình bệnh nhân số 32 tiết lộ tổng chi phí gần 10 tỷ đồng. Theo hình ảnh ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc máy bay được gia đình thuê chở bệnh nhân COVID thứ 19 thứ 32 của Việt Nam từ Anh về thành phố Hồ Chí Minh có số hiệu VKT2B. Dữ liệu quốc tế cho thấy máy bay này thuộc dòng Falcon 8X và giá thuê một chuyến đi từ Anh về khu vực Đông Nam Á thường vào khoảng 360.000 đô la một chuyến, tương đương khoảng 8,3 tỷ đồng. Và theo hãng, chuyến bay từ London từ thành phố Hồ Chí Minh đã kéo dài 13 tiếng và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ 12 phút ngày 9 tháng 3. Dữ liệu này trùng khớp với thông tin về hành trình của bệnh nhân COVID-19 số 32 tại Việt Nam. Do di chuyển bằng máy bay riêng và về thẳng nơi cách ly, nên bệnh nhân số 32 không tiếp xúc thêm người nào và gần như không phát sinh F1, tức là lây nhiễm trực tiếp. Đây là hình ảnh báo Việt Nam đăng ảnh bệnh nhân số 32 là hot girl trẻ xinh đẹp với tên Thảo Tiên là em chồng người mẫu Tăng Thanh Hà. Bệnh nhân này là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại London, Anh Quốc và có tiếp xúc với chị NHN, viết tắt của tên người đó, là bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam mắc loại bệnh do virus corona gây ra tại London, ở Anh vào ngày 27 tháng 2. Về thông tin dịch tễ, bệnh nhân khởi phát ho vào ngày 2 tháng 3 tại London. Không sốt, người này đến bệnh viện tại London để khám và được cho thuốc về nhà điều trị. Ngày 7 tháng 3, sau khi biết tin chị là NHN
bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam mắc cúm corona. Bệnh nhân đã đến bệnh viện để khám và được cho thêm thuốc về nhà, nhưng triệu chứng ho khan không giảm và cũng không sốt. Không an tâm về sức khỏe, bệnh nhân này thuê máy bay riêng, số hiệu là VKT2B, về Việt Nam và nhập cảnh vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 9 tháng 3 năm 2020. Thân nhiệt 37,5 độ C, ho khan và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện dã chiến ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Hình ảnh chụp X-quang phát hiện bệnh nhân viêm phổi mô kẽ và hiện tại người này tỉnh, sinh hiệu ổn, còn ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ và không sốt, thở êm và tự thở được. Tối ngày 9 tháng 3, kết quả xét nghiệm tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, tức là virus corona chủng mới. Vào tối ngày 10 tháng 3, đại diện truyền thông của vợ chồng doanh nhân Johan Nguyễn, Hạnh Nguyễn cho biết thời gian liên lạc với đối tác thuê máy bay, các thủ tục hợp đồng và chi phí được triển khai khá nhanh. Đây là hình ảnh bài trên báo Thanh Niên đã ghi thẳng lên tấm hình ban đầu với những dòng chữ như pha xử lý thông minh, đi vào lòng người, giàu có mà ý thức, đọc mà ướt nước mắt. Báo Thanh Niên viết thêm như sau: một người thân của bệnh nhân số 32 tiết lộ với Sinh VN rằng gia đình cô không muốn khoe mẽ, nhưng để đảm bảo an toàn cho con gái cũng như mọi người, họ đã phải thuê một máy bay riêng. Gia đình có thể thuê bao nguyên khoang thương gia để con gái đi từ Anh về Việt Nam, nhưng họ nhận thấy như vậy vẫn chưa đủ an toàn cho cô cũng như những mọi người vì cô có thời gian lưu trú ở vùng dịch. Bởi vậy, bằng quan hệ của mình, họ đã thuê máy bay riêng và chở con gái về. Người này đã cho biết như vậy. Ngay sau khi cô đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, gia đình đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ Y tế cho con gái cách ly tại bệnh viện dã chiến. Người thân của nữ bệnh nhân cũng tiết lộ đã thuê một máy bay riêng chở cô. Gia đình này đã bỏ ra số tiền gần 10 tỷ đồng, bao gồm tiền thuê máy bay, phí chờ, khử trùng máy bay. Ngoài ra, để thuê được máy bay riêng từ Anh về, gia đình còn phải vận dụng mối quan hệ rộng rãi của họ. Lúc đó, với họ, sự an toàn của con gái cũng như mọi người là quan trọng nhất. Nguồn tin này đã nói như vậy. Và liên quan đến ông giáo sư Nguyễn Quang Thuấn là bệnh nhân số 21, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đã xác định được hơn 500 người đã tiếp xúc F1 là trực tiếp hoặc gián tiếp là F2 với bệnh nhân này. Ông cũng khẳng định đây là bệnh nhân có di chuyển, tiếp xúc phức tạp nhất và có nguy cơ lây lan virus corona cao nhất tại thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh căn nhà bằng 3 mặt tiền số 579 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội của ông Nguyễn Quang Thuấn đang bị phong tỏa. Bình luận theo cách hài hước, Facebook Nguyễn Lên Thắng đã viết trên trang của mình như sau: người đấu tranh cho giai cấp vô sản bằng lý luận ở đến tận 3 ngôi nhà, số 5, số 7 và số 9 ở phố Nguyễn Khắc Nhu. Bác ơi, nhà bác minh mông thế, ôm cả chiều ngang một góc đường. Ông Thắng đã viết như vậy. Và cũng một bình luận hài hước khác, gọi là vui, bài không tên số 21 với câu bình luận ghi giới thiệu hình ảnh của giáo sư Nguyễn Quang Thuấn được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội rằng: anh ở biệt thự 3 căn liền kề, thẻ gôn 3 tỷ một năm, đi máy bay hạng thương gia, tiệc tùng phải có ca sĩ góp vui. Anh làm nghề lý luận con đường của giai cấp vô sản. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu nhân sự việc này đã nói rằng công tác nước ngoài là một hình thức tham nhũng, hưởng thụ. Và ông phân tích thêm như sau: bệnh nhân virus Vũ Hán số 21 đi hạng thương gia khứ hồi Hà Nội London là không dưới 3.000 đô la, trị giá trên dưới 70 triệu đồng. Nếu tính giá khách sạn 5 sao 300 đô la, tức là 7 triệu đồng một đêm, thì tiền khách sạn là 28 triệu đồng. Cộng chi phí ăn uống đi lại, địa phương tổng chi phí cho chuyến đi không dưới 120 triệu đồng. Mua được 12 tấn gạo, tính cả đoàn công tác trong chuyến đi gồm 12 người thì đã mất đi khoảng không dưới 100 tấn gạo. Và công tác nước ngoài là một hình thức tham nhũng hưởng thụ. Không phải tất cả mọi người như vậy, nhưng rất nhiều người đã núp trong vỏ bọc này để dùng số tiền ngân sách chi tiêu cho cá nhân một cách vô độ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, người đi cùng chuyến bay với giáo sư Nguyễn Quang Thuấn
nhưng âm tính và đang tự cách ly tại nhà riêng. Nổi trội là tầng lớp lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà nước lớn và tầng lớp có quyền chức từ tỉnh thành cho đến trung ương. Hàng năm, chính phủ và các chính quyền địa phương trong cả nước đã chi không phải hàng trăm tỷ mà hàng ngàn tỷ và còn nhiều hơn nữa cho những chuyến đi này. Viện dẫn ví dụ vài năm trước, chỉ riêng cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong một năm đã đi công tác nước ngoài lên đến 163 ngày. Đó là những chuyến bay hạng thương gia cùng ăn ngủ khách sạn 5 sao và tùy tùng đi đông không kể xiết. Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ John Biden đã rất oai phong tại nghĩa đận chức của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 năm 2016. Nhưng sau đó chỉ được xe công vụ trở đến nhà ga tàu, còn về nhà bằng tiền túi của mình trên chiếc xe lửa hết sức bình thường. Có thể dẫn chứng nhiều trường hợp tương tự, chẳng hạn như Thủ tướng Đức Angela Merkel, khi cần thiết thì bà sẵn sàng ngồi hạng ghế phổ thông, và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đi vé máy bay hạng giá rẻ. Việt Nam đang là nước rất nghèo, nhưng cách dùng tiền công quỹ của các quan chức và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước khi đi công tác đã làm cho nhiều người Việt Nam và khách quốc tế ngạc nhiên về hành động xa xỉ của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, chào các bạn.